lũ rút bớt, một gia đình xuống tầng trệt phát hiện có bé cưng đang giữ nhà, bỗng thấy yên tâm hẳn. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Độc lạ thú cưng, mặc dù gia chủ không nuôi nhưng do lũ lớn nên thú cưng tự tìm đường vào nhà để tìm nơi trú ngụ mà chủ nhà không biết không hay. Phải đợi đến khi nước rút đi bớt, gia chủ bước xuống nhà thì mới bàng hoàng phát hiện lấp ló dưới gầm cầu thang, nơi còn đang ngổn ngang bao nhiêu đồ đạc, một con cá sấu siêu to khổng lồ đang nằm co ro lạnh lẽo trong một góc. Chủ nhà thì kinh hoàng khi thấy con cá sấu, con cá sấu cũng hoảng hốt đưa mắt nhìn lại chủ nhà. Tuy trong lòng gia chủ không khỏi dậy lên cảm giác hoang mang lo sợ, nhưng xen lẫn vào đó cũng có một phần an tâm. Vì trong những ngày cửa nhà lỏng lẻo, ít nhất cũng có một con thú cưng độc nhất vô nhị giữ gìn an ninh cho cả gia đình. Không những ngoại bất nhập mà ngay cả nội cũng bất xuất được luôn. Một số bình luận được dân mạng để lại sau khi xem qua đoạn clip: mẹ thiên nhiên tặng cho quả túi hơi mệt xịn thế còn gì, đã thế còn ship đến tận nhà luôn. Tính ra chủ nhà phải cảm ơn nó đó, lũ đó nó có nó canh nhà cho. Gia đình mình có nuôi con bét giữ nhà chất thật. Thức ăn dự trữ, nhưng mình hay nó thì còn chưa có biết được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.